Dạ vâng, một cái phiên tòa mà để gọi là luận tội Tổng thống Donald Trump đó, thưa quý vị, trong một cái không khí hết sức là trang trọng rồi, với cái thủ tục tuyên thệ của chánh án và cả 100 vị thượng nghị sĩ mà luật sư Duyên vừa mới gửi đến cho quý vị. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump, ông gọi đó là một trò hề và cũng sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi. Và trong ngày hôm nay thì thưa với luật sư Duyên, ngày 20 tháng Giêng thì Tổng thống đi Thụy Sĩ để mà tham dự diễn đàn Davos. Điều này thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào với tất cả những cái tin tức để cho rằng là nước Mỹ chúng ta đang sửa soạn để ngày mai có một cái phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump ông lại đi Thụy Sĩ tham dự cái diễn đàn Davos. Thì cái hình ảnh của một vị lãnh đạo quyền lực nhất của một siêu cường nhất trên thế giới đó là Hoa Kỳ, cái hình ảnh này nó thật sự nó sẽ có ở tại Thụy Sĩ trong cái diễn đàn Davos này không, thưa luật sư Duyên? Nhất cái biểu tượng của lãnh đạo Mỹ đó mà trong dưới thời Tổng thống Donald Trump nó đã thể hiện nhiều rồi. Gần đây nhất đó là cái G7 đó. Cái G7 mà ở bên Pháp đó, thì những cái lãnh đạo thế giới, ngay cả những cái ông như là ông Boris Johnson đó, là cái người mà gọi là lên tiếng về mặt nổi đó, lên tiếng mà ủng hộ Trump, cảm ơn Trump đã ủng hộ mình đó, mà khi mà đã có cái hội nghị đó thì chính ông này cũng tham gia với lại những cái lãnh đạo của, xin lỗi, lần này là ở bên Anh đó. Thì chính trước khi mà ông tổng thống Mỹ của mình đi qua bên Anh thì cái ông Boris Johnson ông nói là làm ơn qua thì cứ tập trung vào cái hội nghị G7 đi, đừng nói gì tới cuộc bầu cử của chúng tôi, mình nghe rõ cái chuyện đó rồi. Rồi khi mà ông Boris Johnson, rồi ông thủ tướng Canada, rồi ông thủ tướng Pháp họ đứng họ nói chuyện với nhau đó, thì cái chuyện mà gọi là khôi hài của họ là nó liên quan tới Tổng thống Donald Trump. Chúng ta nên nhớ rồi, trước đó đó ở Argentina năm ngoái đó, cái vụ mà G20 đó, khi mà đi tới nơi đó thì Donald Trump tới thì Donald Trump cũng tới bình thường vậy thôi. Nhưng mà đằng sau đó chúng ta thấy cái ánh mắt của Putin mà bắt tay cái ông Hoàng Saudi. Hai người bắt tay nhau sau khi ông Hoàng Saudi đã ám sát cái ông ký giả của Washington Post, cái ông Khashoggi đó. Có nghĩa là đối với người ta, đối với các với lãnh đạo trên thế giới đó, là Donald Trump coi như con số zero vậy đó. Hồi mà đi qua bên Argentina có cái buồn cười lắm, là tin báo chí rộ lên nói rằng là sẽ có cái phiên họp giữa Putin với lại Donald Trump. Thì Donald Trump nói rằng là sẽ hủy bỏ cái, tôi không nghĩ là Donald Trump nói đâu, nhưng mà cái bộ sậu của Donald Trump nó nói rằng là cái phiên họp mà giữa thủ lãnh Nga với thủ lãnh Mỹ đó đã hủy bỏ rồi. Mình thì nói là hủy bỏ rồi, thì lúc đó nó bên phía bên cánh Nga nói là không, nó vẫn tiếp tục, y chang nó vẫn tiếp tục, thì mình hiểu là ai là cái tiếng nói của ai lớn ai rồi. Một bên nó là không họp nữa, một bên nó là chắc chắn sẽ có họp, là phiên họp nó xảy ra mà. Cho nên đi Tổng thống Trump mà đi qua Davos lần này, tự chúng ta biết cái bản chất của cái phiên họp Davos, như là trong những cái chương trình năm ngoái hay là gì đó, luật sư anh Duyên với là Lê Ngọc có chia sẻ đó. Đó là một cái nơi mà cái đám nhà giàu nó họp với nhau. Đây là báo chí thế giới nói chứ không phải tôi nói. Đó là Davos mỗi năm họ họp lại đó, toàn là những tay tỷ phú trên thế giới tới thôi à. Mà ở nơi đó nó không có đưa ra một cái chính sách gì hết trơn á. Bởi vậy chúng ta nên nhớ là hồi Tổng thống Obama cũng không có dự, không có coi nó quan trọng đến mức độ phải dự mà. Rồi Tổng thống Bush cũng vậy, ông cũng không có dự nữa. Thì cái thành ra Davos nó không có ý nghĩa nhiều, là bởi vì cái nhìn của thế giới với những cái hội nghị hàng năm của Davos đó, ở nơi đó nó không có đưa ra những cái nghị quyết, những cái quyết định gì để mà cho các cái lãnh đạo quốc gia đó, mà nó chỉ là một cái nơi bàn thảo, gọi là tham khảo với nhau. Và đó là cái nơi mà báo chí thế giới nói rằng là ở nơi đó những người tỷ phú, những cái tay nhà giàu sụ đó, họ muốn nói chuyện với nhau để họ xem cái
trung cấp như chúng ta nè, mình nghĩ cái gì? Là bởi vì luôn luôn cái đám tỷ phú trên thế giới này đó, họ hiểu một chuyện là cái giàu của họ sẽ bị đe dọa nếu mà họ không có phản ứng kịp thời trước cái nhóm trung cấp của toàn thế giới mà. Thì cho nên Lợi Ngọc đã chia sẻ cái phiên họp ở Davos đó, thì thứ nhất đó là nơi của những tay giàu sụ đến rồi nói chuyện về tình hình thế giới, bởi vì cái power nằm trong tay họ mà, cho nên không có cái ý nghĩa gì nhiều. Nhưng mà vì cái chia sẻ này đó, anh Dương muốn chia sẻ một cái bài báo trên cái tờ trên hãng thông tấn Reuters. Thì Reuters có một cái bản tin nói rằng là cái cơ quan Oxfam, là cái cơ quan mà về thiện từ thiện, một cái cơ quan từ thiện mà có cái tầm vóc thế giới đó, cái trụ sở của họ là đặt ở Tây Châu, ở cái thủ đô của Kenya là ở Nairobi đó. Thì cái Oxfam họ đưa ra một cái tường trình của họ. Họ nói rằng là trên cái thế giới này đó, thưa quý thính giả, 2.000 người giàu nhất, chỉ có 2.000 người thôi, mà họ giữ cái tài sản của họ đó là nhiều hơn là 4 tỷ 6 cái dân nghèo mà cộng lại. 2.000 người mà giàu hơn 4 tỷ 6 4 tỷ 600 triệu con người trên cái trái đất này. Chúng ta biết trái đất này bây giờ cái dân số chắc là khoảng 6 tỷ rưỡi 7 tỷ vậy đó, mà 4 tỷ 6 người nghèo đó nó không có bằng 2.000 cái người giàu này. Tôi nghe tôi nói cái con số này nó có quá đáng không? Thì tới chừng mình giật mình nói rằng là cái sự thực nó là như vậy. Bây giờ quý thính giả cứ xem, mình nói thí dụ một ông tỷ phú, mà gọi là tỷ phú đó thì phải có từ 1 tỷ trở lên. Nhưng mà chúng ta biết là có những rất là nhiều vị có hàng chục tỷ rồi hàng trăm tỷ, cái số đó nhiều lắm. Vậy thì mình cứ tính như vậy nè. Mình nói mình nếu mà trung bình mỗi ông mà có 10 tỷ thôi, mình chia đều mấy ông đó ra đó, mỗi ông có 10 tỷ thôi. 10 tỷ có nghĩa là 10.000 triệu, tức là mà bây giờ 10 tỷ thôi thì bây giờ cái 5 tỷ người nghèo đó, 5 tỷ người nghèo mà chúng ta mới vừa nói đó, mỗi một người tôi không nghĩ là họ có một cái tài sản tới 2.000 đô la. Tôi không nghĩ như vậy. Thì nếu mà giả sử 5 tỷ người nghèo mà mỗi người có 2.000 đô la đó, thì chúng ta nói là 5 tỷ người nghèo cộng với lại mà có 2.000 đô la thì cái số tiền của họ đó mới vừa bằng 2.000 cái người giàu thôi à. Nhưng mà bây giờ mình đừng đi đâu xa, mình nhìn về cái nước Việt Nam của mình đó, hỏi thực sự bao nhiêu người dân ở trong cái 9 triệu dân của mình đó, cho trong 90 triệu dân mình đó, thật sự có một cái quỹ saving mà có 2.000 đô la. Mình nghe nói đi về mấy người về Việt Nam chơi đó, trời ơi, Việt Nam bây giờ đó họ giàu lắm, họ xài, họ uống một chai rượu một đêm, họ uống một chai rượu 10.000 đô la. Yes, là tại vì chúng ta chỉ đi tới những cái nơi ăn chơi đó thôi, thành ra mỗi một đêm họ xài 10.000 đô la, 20.000 đô la. Và những cái người đó là thuộc về những cái người giàu sụ ở Sài Gòn, ở Hà Nội. Còn những cái người mà buôn gánh bán bưng, bán vé số, học trò đi học phải lội suối đi qua là thí mạng mình mà để mà đi học đó, cái số đó nó đông lắm. Cho nên cái báo cáo của Oxfam mới đầu tôi đọc tôi cũng nói là có thiệt không vậy đó. Tới chừng tôi làm một cái bài toán đơn giản thôi thì tôi thấy là yes, quả thật có chỉ có 2.000 người, 2.500 người gì đó mà cái số tiền của họ bằng hơn nửa dân số của trái đất. Mà mình mới nói Việt Nam thôi đó, quý tín giả mà nhìn qua Phi Châu đó, thấy là dân người ta làm quần quật, những người phụ nữ, những đứa trẻ thơ đi làm quần quật mỗi một ngày, thế mà xương trơn là da với xương bọc để rồi mà chết đói đó. Mình mới hiểu là cái giàu với cái nghèo đó nó rất là kinh hoàng ở trên cái trái đất này. Thành ra những cái người nhà giàu đi tới Davos để làm gì? Để xem coi rằng là làm thế nào mà mình giữ được cái giàu của mình mà mình không muốn chi tiền ra cho cái đám mà chết đói nữa, nghĩa là khoảng 5 tỷ dân đó mình không có muốn chi ra. Mà đó là cái mục tiêu của Davos, thành ra mình
tôi thì tôi không có, không phải là tôi chủ trương là tôi phá mà gọi là đập phá mấy cái người giàu. Tôi rất là tin ông Abraham Lincoln khi ông nói một cái điều là mình muốn nâng người nghèo lên thì cái cách tốt nhất không phải là giết mấy người giàu, không phải vậy. Mình muốn nâng công nhân không phải là mình giết mấy ông chủ. Nhưng mà qua cái câu nói của ông Tổng thống Abraham Lincoln đó, tôi mới biết, mới hiểu rằng là nhân loại này có một cái giải pháp hay hơn nhiều. Mà cái giải pháp đó chính trong cái bài báo này thì Oxfam họ cũng nói đó, họ nói rằng là những cái giới cầm quyền bây giờ phải suy nghĩ một cái cách mà buộc những cái người tỷ phú này nè, họ phải đóng góp vào cái trái đất, có nghĩa là phải đóng thuế họ như thế nào, phải dùng cái tiền của họ để mà làm cái trái đất này nó đẹp hơn, nó tốt hơn và nó bình đẳng hơn. Thì cái đó là cái giải pháp mà tôi thấy. Bây giờ bởi vì nếu mà chúng ta không làm cái điều đó đó thì cái ung thư cộng sản của năm 1917 nó lại nổi lên. Mà chúng ta biết là cái ung thư cộng sản không giải quyết được cái vấn đề giàu nghèo này là bởi vì cái giây phút mà cái chuyên chính vô sản của Lenin, của Stalin hay cái chuyên chính vô sản của Hồ Chí Minh hay ngày nay của Nguyễn Phú Trọng mà nó nổi lên đó, thì cái cán cân giàu nghèo lại càng kinh hoàng hơn nữa. Chỉ có một cái là nó đổi phía thôi, nó không phải là đổi phía nữa, cái phía nghèo vẫn nghèo, nó chỉ đổi cái nhóm thôi. Là ngày xưa cái nhóm giàu khác thì bây giờ cái nhóm giàu nó lọt vô tay của Putin, của Stalin, của Lenin, nó lọt vô tay của Tập Cận Bình, nó lọt vô tay của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, chỉ có như vậy thôi, nó không có thay đổi cái gì hết trơn á. Cho nên mình cần một cái thể chế dân chủ mà nó open, nó tự do, như là ở Đài Loan, như là ở Nam Hàn, như là ở Hồng Kông, để mình để chi vậy, để tiếng nói của những cái người nghèo đó được lắng nghe. Và chính cái tiếng nói đó là một cái sự gọi là tạo một cái áp lực, nhưng mà ít ra là cái áp lực ôn hòa để mà nói là mấy ông làm luật thuế đó thì phải làm cho nó đàng hoàng, đừng có bắt chước như là cái nước Mỹ này đó. Cái luật thuế đó thì làm cho cái lũ giàu nó thêm giàu nữa. Những cái đứa mà những cái đại công ty như là công ty của ông Amazon, rồi những cái ông tỷ phú này, những cái công ty đó thì họ hốt một lúc họ hốt hàng tỷ bạc, hàng trăm triệu. Trong khi quý thính giả thấy không, từ cái hồi ra luật thuế mà nổ lên nói rằng lo cho dân, những người đi làm, trả lời giùm tôi đi, bao nhiêu người trong chúng ta mình hưởng được cái luật thuế của Donald Trump? Không có. Và đó là cái ý nghĩa của cái hội nghị Davos. Davos là ngay bây giờ, nếu mà họ cứ tiếp tục cái đà mà những tên nhà giàu ngồi lại để xem coi mình phải xử cái đám nghèo như thế nào đó, là cái đó họ còn tiếp tục đi sai đường. Mà họ giống như thế giới này cũng như một cơ thể, mà chúng ta càng tiếp tục chúng ta đi sai đường thì ung thư nó sẽ hoành hành thôi à. Chỉ có cái khoa học nó đã chứng minh như vậy. Thì ngay bây giờ, mỗi một năm mà tôi nói về cái Davos này, hay là tôi nói về những cái hội nghị của cái lũ nhà giàu đó, tôi nói là chính các ông mà các ông không có suy nghĩ những cái không có một cái suy nghĩ chính đáng đó thì các ông sẽ tự giết mình. Chúng ta nên nhớ là cái số tỷ phú đó mà họ biết cái điều này không có ít. Một cái lá thư của 19 tỷ phú mà Lệ Ngọc với chúng tôi đã chia sẻ với quý tín giả lâu rồi đó, 19 tỷ phú, trong đó cái bà thừa kế cái công ty Disneyland của ông nội, ông cố gì đó đại khái như thế, mà bà nói là làm ơn chúng tôi muốn đóng góp, đánh thuế chúng tôi đi. Nhưng mà họ đâu có bị đánh thuế, mà không phải là tại vì mấy nhà làm luật thương họ, mấy nhà làm luật vì họ ích kỷ, vì họ bảo vệ cho chính họ mà, thành ra đã không đóng thuế cái lũ nhà giàu thì không có đóng thuế ai cả. Ngày hôm nay trong lúc mà chúng ta đang nói chuyện như thế này nữa, thì những cái tay mà nhà giàu ở Việt Nam, ở Mỹ này, ở Phi Châu, ở Ả Rập Saudi gì đó, là nó sống ở trên nhung lụa, nó sống mà sống thừa thải, sống đến mức độ mà nó không còn cái ý nghĩa để mà nó sống hết đó. Thì cái đám đó nó đang tiếp tục nó làm chủ cái những cái tài nguyên của cái trái đất này.
một cái trữ lượng dầu đó, những cái túi dầu mà kinh hoàng ở những các nước như là Venezuela hay là Equatorial Guinea đó chẳng hạn, đều lọt vô tay những cái gia đình gọi là giàu sụ hay là những gia đình có quyền hết. Đa số những cái nước từ cái nước mà Guinea xích đạo đó, Equatorial Guinea đó, qua cho tới Libya, qua cho tới Syria này nọ, những cái nước đó tài nguyên rất là nhiều, dầu hỏa rất là nhiều. Venezuela cũng vậy. Vậy mà mỗi một lần có tài nguyên, có dầu hỏa đó là các đất nước đó đều có thảm họa. Thảm họa là bởi vì cái đám giàu nó hốt hết, dân trữ lượng dầu hỏa gần như là lớn nhất thế giới, mà hơn nửa dân số sống trong nghèo đói, thì nó phải nổi loạn thôi. Và cái đó là cái tai họa mà gọi là giáng xuống cho những cái đất nước như thế đó. Mình nhìn thấy như vậy để mình hiểu rằng là nếu mà Davos mà còn tiếp tục đó, thì một cái ngày nào khi mà họ tiếp tục cái con đường của họ đó mà họ không đổi hướng đó, thì một ngày nào đó cái thảm họa nó giáng xuống, mà nó giáng xuống thì nó không có chừa ai ở trên cái trái đất này hết đấy. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, quý vị có thắc mắc và quý vị có tò mò rằng là ai là tỷ phú giàu nhất trên thế giới không? Hai nhân vật mà Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị để cho chúng ta dễ nhớ thôi. Nhưng mà trước những cái tin tức mà báo cáo mới nhất từ tổ chức từ thiện toàn cầu của Oxfam nước Anh mà luật sư Duyên vừa mới gửi đến cho quý vị, họ công bố cái bản báo cáo này vào tuần trước đây thôi, trước khi mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos tại Thụy Sĩ tổ chức trong tuần này, thì cho thấy cái giới mà chúng ta thường nói tỷ phú đó, thưa quý vị, siêu siêu giàu, rất là giàu. Con số này hơn 2.000 tỷ phú, thì cái con số thật sự là 2.153 tỷ phú. Và con số này chỉ chiếm có 1% dân số trên thế giới thôi. Tức là giàu gấp đôi gần 90% dân số còn lại, tương đương với lại 4,6 tỷ người. Và Oxfam còn nhận định là cái khoảng cách giữa người giàu và những người nghèo thì ngày càng được nới rộng hơn. Và cái sự khuyến nghị từ Oxfam chỉ ra rằng để làm giảm đi cái sự bất bình đẳng giữa giới giàu và giới nghèo, thì thưa quý vị, đó chính là việc phải tăng thuế. Và nghiên cứu của cơ quan Oxfam cũng chỉ rằng nếu chỉ cần tăng thêm 0,5% thuế thôi, chỉ có 0,5% thuế của giới siêu giàu thôi, thưa quý vị, của 1% thuộc nhóm siêu giàu này, thì các chính phủ sẽ đủ ngân sách để tạo ra thêm 117 triệu công việc làm trong lĩnh vực nào là y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi, người cao niên và rất nhiều những lĩnh vực khác. Và thì hai nhân vật mà giàu sụ nhất trên thế giới, thưa quý vị, Jeff Bezos là người đầu tiên, người sáng lập ra Amazon. Amazon là chúng ta biết liền phải không, thưa quý vị? Hiện nay ông Jeff Bezos là người giàu nhất trên thế giới với tài sản trị giá 116,4 tỷ Mỹ kim. Đứng hàng thứ hai đó là ai? Đó chính là Bernard Arnault, là tỷ phú người Pháp, sở hữu một tập đoàn chuyên về xa xỉ phẩm, thưa quý vị, tất cả những hàng hóa nổi tiếng, có giá trị tài sản là 116 tỷ Mỹ kim, ngang ngửa với ông Jeff Bezos. Thưa quý vị thấy chỉ có cái con số lẻ giữa hai nhà tỷ phú này thôi. Do đó Oxfam kêu gọi là các nhà lập pháp tăng thuế với những người giàu nhất trên thế giới để mà giảm đi cái sự bất bình đẳng về vấn đề kinh tế. Và Oxfam còn đưa ra một cái số đề xuất khác nhằm giảm đi cái sự bất bình đẳng này, đó là đầu tư vào hệ thống chăm sóc y tế của mỗi quốc gia, giải quyết cái nạn phân biệt giới tính và ban hành những cái đạo luật nhằm chấm dứt cái tình trạng giàu có cực độ. Và họ lên tiếng và họ có một cái kết luận rằng cái vấn đề mà quá nhiều giàu có này đó là dấu hiệu của một hệ thống kinh tế bị thất bại, và các chính quyền phải có một bước đi nhằm để hạn chế triệt để cái khoảng cách giữa giàu và nghèo của xã hội, và đồng thời cũng ưu tiên bảo vệ công dân trước những hành vi kiếm lời và những cái sự tăng trưởng không bền vững. Qua sự việc này, làm Lệ Ngọc nhớ vào hồi đầu năm nay đó,
ngay cả Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tức là cơ quan IMF, bà Kristalina Georgieva, bà cũng có lời lên tiếng kêu gọi là những nhà hoạch định chính sách xem xét lại hệ thống thuế của mình và cân nhắc cái vấn đề mà đánh thuế lũy tiến nhằm tăng thuế đối với những người giàu nhất, siêu giàu của xã hội, góp phần giải quyết vấn đề bất bình đẳng kinh tế. Và cái quý vị cũng nghe bà ứng cử viên bên phía đảng Dân Chủ của Tổng thống cho năm mới, đó là bà Elizabeth Warren, thì bà hứa là bà sẽ ban hành cái thuế tài sản ở Mỹ nếu mà đắc cử. Và điều này cũng gây ra những cái sự tranh cãi trong giới tỷ phú Mỹ. Một điều mà người ta nói đến, thưa với luật sư Duyên, cái sự mà tranh cãi và cái sự hiểu biết về vấn đề mà ngay cả chính Tổng thống Donald Trump, ông luôn lên tiếng và để cho ông tranh cãi với những đối thủ của ông, thì ông nói rằng nước Mỹ không thể nào chấp nhận một cái chủ nghĩa xã hội ở nước Mỹ. Điều đó luật sư Duyên thấy hiện nay nó cũng có rất nhiều những người dân, những cử tri Mỹ, họ cũng chưa có chấp nhận một cái chưa có một cái sự thấu hiểu rõ ràng cái sự khác biệt của cái vấn đề mà chủ nghĩa xã hội. Cái điều này đúng hay không, thưa luật sư Duyên? Và chính cái sự không biết của quá nhiều người, chúng ta bị cái này, chúng ta chỉ có đi khi mà đi ra đó, mình không có nghe cái gì nhiều, không có phân tích gì nhiều đó, chỉ nghe bốn chữ chủ nghĩa xã hội, cái mình gán cho cái đám cộng sản Việt Nam, tại vì mình lớn lên mà không biết gì hết. nghe cộng sản Việt Nam nó dùng cái chữ chủ nghĩa xã hội đó, thì mình mới nói là vậy thì chủ nghĩa xã hội là nguy hiểm, tại mình ghét chị cộng mà. Cái đó mình cần phải suy nghĩ lại. Mình bây giờ nếu mà mình nói là cứ mỗi một cái gì mà Việt Cộng nói mà mình ghét đó, thì mình hãy nghe Việt Cộng nói là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thứ nhất, nước Việt Nam bây giờ có phải là xã hội chủ nghĩa hay không? Cái câu trả lời là no. Có độc lập hay không? No. Có tự do hay không? No. Có hạnh phúc hay không? Cũng no luôn. Thì bây giờ nếu mà mình sợ cái chủ nghĩa xã hội, không lẽ mình sợ cái chữ độc lập? Rồi không lẽ mình sợ cái chữ tự do? Rồi không lẽ mình sợ cái chữ hạnh phúc? Cái lũ gọi là ca chớn, cái lũ mà anh Duyên nói là lãnh đạo té giếng ở trong nước đó, nó xài mấy cái chữ đó. Rồi không lẽ mình nói mà vì cái đám đó nó xài độc lập, tự do, hạnh phúc, rồi ra ba cái chữ độc lập, tự do, hạnh phúc là ba chữ xấu hay sao? Vậy thì nếu mà đã nói cái chữ chủ nghĩa xã hội thì mình phải hiểu cho nó ra trò. Cái bốn cái chữ chủ nghĩa xã hội thực sự nó là một mà là cái đám mà độc tài đó, nó dùng để mà nó mà mắt dân. Cái ngày mà cái năm 1917, khi mà Lenin mà làm cái ung thư của thế giới, mà cái đảng cộng sản ở bên Nga đó, thì nó đã dựng lên, nó nói là cái đám giàu kinh hoàng, giàu đến mức độ mà nếu mà quý tín giả đọc cái tác phẩm mà trước năm 1917 đó, tác phẩm của ông Tội ác và hình phạt của Dostoevsky đó, mình mới hiểu cái tệ trạng của nước Nga nó tới mức độ đó đó. Cho nên khi mà Lenin với súng đạn của Đức mà đi về mà gọi là tấn công vô hoàng gia, rồi người ta nổi dậy, người ta dựng lên cái chế độ cộng sản của Nga, rồi sau đó nó tràn ra giống như là một cái bệnh dịch trên toàn thế giới á, thì cái chữ chủ nghĩa xã hội nó mới gắn liền với một cái hình ảnh mà ghê tởm như vậy. Rồi bây giờ sau bao nhiêu năm, mọi sự trên thế giới nó đã trôi, nó đã thay đổi hết rồi, người ta vẫn còn ám ảnh, người ta cho rằng chủ nghĩa xã hội là một cái chủ nghĩa đáng sợ. Thì thưa quý thính giả, tất cả những cái nước mà mình mơ đó, chẳng hạn như là Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ vân vân, mới là mực này hay mực khác, họ cũng tự nhận họ là chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội của họ là gì? Là đánh thuế công bằng, đi làm nhiều thì đánh thuế nhiều, làm ít đánh thuế ít, rồi dùng cái tiền đó chia sẻ cho toàn dân. Cái đó là cái chủ nghĩa xã hội. Thành ra bây giờ mình cứ nói là chủ nghĩa xã hội là đáng sợ thì thôi tùy người. Nếu mà người nào cứ tiếp tục nghĩ như vậy thì cứ tiếp tục. Nhưng mà tôi nhớ là cái hồi mà tôi còn bị kẹt ở trong nước đó,
mình trốn gần chết mấy ông Việt Cộng nhà mình á, mà mình liếc qua bên nước Mỹ đó, thì những cái người mà gọi là có quan tâm tới thời cuộc ngồi bàn cà phê mà nói xin lỗi, nếu mà nói là về nước Mỹ đó, nước Mỹ nó còn cộng sản hơn cả cả Nga Xô nữa mà. Cái chính cái chữ cộng sản gì đó không cần biết, nhưng mà người dân của Mỹ họ có quyền lên tiếng, họ có quyền tự do, thì cái đó còn chủ nghĩa xã hội hơn bất kỳ một cái nào hết. Thì tôi chỉ đưa ra những cái nhìn như vậy, những cái quan điểm như vậy, để mình đừng có ngồi bàn cà phê cái người mình nói là ông nói chuyện giống như mấy thằng chủ nghĩa xã hội. Nếu mà ai nói với tôi vậy, tôi nói là yes, Nguyễn Hoàng Duyên rất là muốn cái chủ nghĩa xã hội cái kiểu đó. Còn nếu mà nói là được tự do dân chủ mà theo cái kiểu mà tụi giàu tiếp tục mà hốt của người ta hàng trăm triệu, hàng tỷ đó, thì tôi không muốn. Cho nên mình cứ nói là theo chủ nghĩa xã hội có nghĩa là làm giống như Việt Cộng. No, Việt Cộng không phải là chủ nghĩa xã hội. Việt Cộng là nó lấy quyền ở trong tay của nó, rồi nó giết dân, nó lấy đất, nó gom lại cho một cái đám giàu. Cái đó không phải là chủ nghĩa xã hội. Vậy thì khi nghe Việt Cộng nói là chủ nghĩa xã hội, độc lập, tự do, hạnh phúc, tất cả cái đó nó đều tầm bậy hết. Việt Cộng bây giờ không có độc lập, không có tự do, không có hạnh phúc, và không phải là chủ nghĩa xã hội. Cái đó là cái góc nhìn mà tôi muốn chia sẻ. Mình bây giờ mình gọi là trưởng thành đủ rồi mà, không có bị mà mắc bởi những cái chữ như thế này thế nọ thế kia. Chúng ta để cái chữ nghĩa mà nó mà mắc mình á, mình sẽ không thấy được cái cốt lõi của cái sự việc, chỉ có như vậy thôi à. Trở lại với lại. Dạ vâng, trong khi mà chúng ta đang chờ xem coi bắt đầu ngày mai cái phiên tòa mà luận tội Tổng thống Donald Trump như thế nào, thì thưa với luật sư Duyên, có những cái tin tức mà được tiết lộ ra từ Tòa Bạch Ốc là chính Tổng thống Donald Trump ông cũng bị chi phối rất mạnh vì cái phiên tòa sắp sửa xảy ra tại Thượng viện vào ngày mai. Thì trong những cái ngày cuối tuần đó, thì khi mà ông ở Mar-a-Lago dinh thự của ông ở tại Florida, thì qua những cái tin tức tiết lộ từ Tòa Bạch Ốc thì họ đã cho thấy là Tổng thống Donald Trump luôn hỏi những phụ tá của ông rằng là lý do gì mà tại sao ông bị luận tội như vậy. Ông thậm chí ông không thể hiểu được, và ông hỏi là tại sao ông lại bị điều này, tại sao họ lại làm điều này với tôi. Thì ông liên tục ông hỏi những phụ tá như vậy, và ông không hiểu là tại sao ông làm gì mà để ông bị luận tội. Thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào? Và ngay cả qua cái sự việc này, cái câu hỏi mà hiện nay có nhiều người đang đặt ra khi mà Tòa Bạch Ốc trong những ngày cuối tuần đã tuyên bố cái nhóm luật sư rất là nổi tiếng, tài ba, để mà bào chữa cho Tổng thống Donald Trump trước phiên tòa luận tội mà quý vị cũng đã nghe Lê Ngọc gửi đến cho quý vị. Luật sư Duyên, rồi nhà báo Đào Trường Phúc, đó là ông Ken Starr, người mà cách đây 2 thập niên đã tiến hành cái cuộc điều tra dẫn tới việc mà Tổng thống trước đây, đó là ông Bill Clinton, đã bị luận tội. Rồi có ông Alan DeShowworth, những người mà chuyên về vấn đề hiến pháp. Rồi trong cái đội ngũ mà luật sư để mà bảo vệ ông thì có quá nhiều những luật sư nổi tiếng như vậy. Thì thưa với luật sư Duyên, cái câu hỏi mà Lê Ngọc thấy là có nhiều vị thính giả đặt ra, thì khi mà mướn những vị luật sư nổi tiếng như vậy, chắc chắn Tổng thống Donald Trump phải trả một cái số tiền rất là cao. Thì tiền ở đâu, có phải là tiền từ chính của Tổng thống Donald Trump, hay là ông dùng tiền thuế của người dân để mà trả những cái chi phí trong cái vấn đề bào chữa cho ông, thưa luật sư Duyên? Thứ nhất, họ xài cái tiền của ai, để anh Thiện Duyên trả lời trước để mình quên. Nếu mà giả sử những cái vụ kiện mà nó liên quan tới cá nhân của Donald Trump hay là công ty Donald Trump thì không được quyền xài cái công quỹ. Còn trong khi cái thủ tục luận tội như thế này đó, nó liên quan tới function, việc mà nó liên quan tới cái việc điều hành nội các của tổng thống mà. Cho nên
cái những cái biện hộ này đó chắc chắn đó là nằm ở trong cái quỹ pháp lý của tòa Bạch Ốc. Mà nếu nó nằm cái trong cái quỹ pháp lý của tòa Bạch Ốc thì cái câu trả lời ngắn luôn, yes, đó là tiền của thuế của dân. Chúng ta nên nhớ là đôi khi cái tiền thuế của mình á, mình chỉ cần xài chệch một chút xíu thì mình thấy nó mất ý nghĩa, nhưng mà thôi thì cái đó là luật mà. Bà, tổng thống bây giờ đưa ra ngoài thượng viện mà tổng thống mướn luật sư đó thì cái đó là quỹ của tòa Bạch Ốc thì thôi đã đành rồi. Tổng thống đi chơi cũng là tiền của mình nữa. Tổng thống đi, thí dụ bây giờ mình nói là không phải một mình ông tổng thống Donald Trump đâu, ông Obama, ông Bush, ông Clinton cũng vậy, mấy ông đi chơi, mấy ông nghỉ hè, mấy ông đi qua một cái vùng trượt tuyết hay nghỉ mát gì đó là tiền của mình, mấy ông đi đánh góp là tiền của mình. Chỉ có một cái là thứ nhất, yes, mấy ông đi làm, mấy ông bây giờ luật pháp nó cho mấy ông nghỉ hè thì tốt, nhưng mà mấy ông đi nghỉ hè tới cái mức nào thì cái đó là những cái ban kiểm soát đó, những ban kiểm sát đó thì họ mới soi rọi trong đó. Thành ra luôn luôn có những cái quỹ ban kiểm sát, những cái quỹ ban về ngân sách để mà kềm chế cái chuyện cái chuyện chi xài. Cái vô lý là như thế này nè, là chúng ta có cái tòa Bạch Ốc ở DC, nhưng mà tổng thống nói là tòa Bạch Ốc DC không có ông tổng thống không thích, tổng thống muốn là cái tòa Bạch Ốc miền Nam ở Mar-a-Lago đó. Vậy thì tổng thống mà ngự ở đó, chúng ta cái tòa Bạch Ốc thì để trống mà chúng ta vẫn phải trả tiền cho Mar-a-Lago, mà Mar-a-Lago là của tổng thống. Thành ra mỗi một lần cái bộ sậu của tổng thống mà về đó là chúng ta phải đóng tiền, nghĩa là biết bao nhiêu tiền cho Mar-a-Lago rồi. Tổng thống chơi góp mà thì chơi ở đâu? Đâu có đi chơi ở chỗ khác đâu, đi chơi đúng ở Mar-a-Lago hoặc là đi chơi cái sân góp của tổng thống ở New Jersey. Trong cho tới cái phút, không phải là bây giờ, cho tới cách đây khoảng chừng một tháng đó, mà người ta nói là cái số tiền mà trả cho những cái sân góp của tổng thống nó lên tới khoảng 110 mấy triệu đó, nó bằng nghĩa là cả trăm năm làm tổng thống mới đủ đó, nhưng mà tiền vô túi tổng thống. Thì cái đó là một cái nó mình biết là về cái mặt mà đạo đức đó, đạo đức về chuyên nghiệp đó, là một cái conflict of interest, là một cái đối kháng về quyền lợi. Thế mà bây giờ luật nó như vậy rồi thì sao bây giờ? Tổng thống thích chơi góp ở đâu thì cũng phải trả tiền, thì đi về Mar-a-Lago trả cho tổng thống cho tới giờ phút này nó lên tới hàng trăm triệu rồi. Thì quý tín giả phải hiểu rằng là cái tiền nội đi chơi không mà mình cũng phải trả tiền nữa, thì cái chuyện mà đi ra tòa mình phải trả tiền thì thôi, cái đó nó cũng đúng rồi. Còn cái câu mà tổng thống gọi là ngồi ở trong tòa Bạch Ốc mới nhìn chung quanh mà nói rằng là ủa tại sao tôi có làm gì đâu mà gọi là gọi là impeach tôi đó. Cái tâm trạng đó là cái tâm trạng của những cái tay mà nó thể hiện qua nhiều lắm. Nếu mà quý tín giả đọc lại những cái chuyện mà văn chương cổ điển của Tàu đó, những cái tay như là Tần Thủy Hoàng hay là những cái tay bạo chúa đó, luôn luôn họ nghĩ rằng là tại sao mà họ làm tốt đẹp cho dân chúng như vậy mà dân chúng thù oán họ như vậy. Họ không có biết, tại vì trong cái góc nhìn của họ đó là cái việc của làm của họ là tốt. Mình hỏi cái anh chàng tướng cướp Al Capone đó, thì anh chàng tướng cướp Al Capone đó là được phỏng vấn rồi cũng nói lại trong cái hồi ký đó, nói rằng là tôi đã làm biết bao nhiêu điều cho mọi người rồi mà người ta xử tôi đến mức độ như thế này. Bây giờ mình hỏi thử cái tay El Chapo mà buôn lậu ma túy mà gọi là ở bên Mỹ đó, kinh hoàng đó, thì hắn cũng chỉ nói rằng là yes, tôi làm cái nghề tôi buôn ma túy mà tại vì chính quyền cấm thôi, chứ còn thật sự buôn ma túy thì tôi cũng chỉ buôn bán, tôi làm ăn thôi, mà tôi lại cái tiền lời của tôi đem lại cho biết bao nhiêu điều mà cái sở xã hội bên Mexico không lo được cho dân, trong khi những cái người mà làm việc cho tôi được tôi lo lắng đầy đủ, mà tại sao tôi làm quá nhiều điều tốt cho nhân loại mà tại sao mà lại impeach tôi. Thì bây giờ Donald Trump không thấy những cái điều mình làm, những cái điều mà gọi là thứ nhất dùng tiền của mình để trả cho Mar-a-Lago không nói, cái tiền mà nói với mọi người rằng là chúng ta gọi là đưa đóng tiền cho tôi đi, tôi lo cho từ thiện,
rồi lấy cái tiền của tiền từ thiện của thiên hạ đó mà đi trả cho mấy cái cô gái gái giang hồ này nọ để mà bịt miệng này nọ đó, thì đối với tổng thống cái đó có cái gì sai đâu, tại vì người ta đưa tiền cho tôi chứ tôi đâu có giết ai để mà tôi lấy tiền đâu, tại sao tôi làm những cái điều mà gọi là như thế mà lại impeach tôi. Còn cái chuyện mà tôi đi tôi qua bên Ukraine tôi hăm dọa Ukraine thì có gì đâu, tại vì nước Nga là đâu có làm gì tầm bậy đâu, chỉ có Ukraine làm chuyện tầm bậy thôi mà. Thì tôi làm vậy là tôi giữ lại 390 mấy triệu cho nước Mỹ, là tại vì có lợi gì đâu khi mà đổ tiền qua bên cho bên Ukraine chẳng hạn. Đại khái tổng thống có 1000 lý do để nói rằng là tại làm sao mà người dân lại mắc nạn. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, có lẽ là đó là những cái giây phút mà Tổng thống Donald Trump ông tự ngồi một mình rồi thắc mắc rồi hỏi những phụ tá bên cạnh của ông. Nhưng mà có một cái điều thưa với luật sư Duyên, chuyện gì đã xảy ra ở tại tòa Bạch Ốc thì có những cái nguồn tin đã cho rằng là cố vấn của Tổng thống Donald Trump chuyên trách về vấn đề Nga, đó là ông Andrew Pick, đã rời tòa Bạch Ốc trong ngày hôm qua ngày 19 tháng Giêng. Thì Bloomberg News đã đưa ra bản tin này, thì họ cho thấy là có một cái thông báo rằng có một cái cuộc điều tra an ninh đã được tiến hành để chống lại ông Andrew Pick. Và trong cái thời gian mà cuộc điều tra diễn ra thì ông Pick được cho là đã viết đơn và xin nghỉ phép. Và bên cạnh đó thì cũng có những tin tức là nếu mà sự việc này không xảy ra thì dự kiến là ông Andrew Pick này sẽ tháp tùng cùng với Tổng thống Donald Trump để đến tham dự diễn đàn kinh tế Davos ở Thụy Sĩ vào tuần này. Thì tại Hội đồng An ninh Quốc gia của nước Mỹ thì có cho biết là ông Andrew Pick này mới chỉ làm việc ở chức vụ giám đốc cao cấp về những vấn đề châu Âu và Nga trong vòng 3 tháng mà thôi, nhưng mà không biết lý do tại sao mà ông này đã phải rời tòa Bạch Ốc trong ngày hôm qua. Thì hiện nay tòa Bạch Ốc chưa đưa ra một cái lời bình luận nào hết về vấn đề, thì không hiểu những cái sự kiện này có liên quan đến những cái gì mà ông cựu công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller điều tra về vấn đề Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ từ năm 2016 và vẫn có thể tiếp tục can thiệp vào những gì đang xảy ra ở cuộc bầu cử của năm nay ở tại nước Mỹ. Thưa với lại luật sư Duy. Thứ nhất là ông biết ông mới có ông làm việc mà liên quan tới Nga với châu Âu mới có 3 tháng, thì cho tới giờ phút này phải chờ thêm coi là thực sự trước đó ông đã có dính cái gì sâu vào hay không, mà ông sợ đến mức độ mà bây giờ ông phải từ chức. Mà cái làm việc với Donald Trump đó mà dần dần người ta lo sợ đó, cái số đó mình thấy nhiều rồi. Những cái người mà mình nhớ, ngay cả cái cô Hope Hicks là cái người mà gọi là nịnh Tổng thống Trump đến mức độ mà cùng cực đó, mà vừa bị điều tra xong cái là cổ cũng từ chức. Người ta từ chức rồi người ta đi ra im ắng trong cái vùng nào đó mình cũng không biết nữa. Là mình chắc chắn là những cái người đó mà ngưng làm việc với Trump thì chắc cũng được một cái nhóm nào mà ủng hộ Trump nó cho một cái job nào đó, nhưng mà những người đó đều né hết trơn á. Cái người mà né ghê gớm nhất là cái lần này là cái ông Lev Parnas. Chúng ta biết là Lev Parnas mà lên news sớm rồi thì chắc là Lệ Ngọc với anh Phúc cũng có chia sẻ với quý thính giả rồi đó. Là mình nói rằng là cái ông này là một trong hai ông mà mua vé một chiều để bay qua bên Áo đó, bay qua bên Austria thì bị bắt ở phi trường rồi bây giờ đang bị cáo buộc đó. Tự nhiên khi mà từ lúc ông bị cáo buộc đó, ông hợp tác một cách gọi là rõ ràng. Ông hợp tác với báo chí, những báo chí truyền thông mà gọi là trung thực đó. Ông sẵn sàng, ông lên để cho những cái cuộc phỏng vấn. Dĩ nhiên Fox thì đâu có mời ông, mà ông cũng đâu có muốn nói với Fox. Fox là binh cuồng tổng thống mà. Nhưng mà khi mà người ta hỏi là ông Parnas tại sao ông được phỏng vấn, ông lại cho đủ thứ tin, rồi ông nói công khai, ông nói là Donald Trump lie, là Donald Trump nói láo đó. Tại sao ông nói vậy? Thì trong cái lúc mà ông nói chuyện với lại một ký giả khác, ông nói là tại vì tôi scare, tôi lo sợ. Tôi ngồi tôi mới đọc cái bản tin đó, nói là Lev Parnas lo sợ. Quý thính giả nhớ là trong những cái chương trình trước đó, Lệ Ngọc có chia sẻ với tôi, với quý thính giả đó,
là cái ông Giuliani đó, ông đi dự tang lễ của Tổng thống Bush, mà ông cũng dẫn cái ông Lev Parnas theo. Có nghĩa là Lev Parnas dính liền với cái bộ sậu này kinh hoàng lắm. Rồi mỗi một lần mà vừa nghe tin một cái là Donald Trump nói tôi không biết đó là ai đó, mà cái tay này nó chụp hình với toàn bộ gia đình của Donald Trump trong những cái buổi khác nhau, đi đâu thì cũng đi kè kè theo Giuliani, đi dự đám tang của một tổng thống cũng Giuliani cũng dẫn him, thì có hiện nghĩa là him dính rất là chằng chịt. Vậy mà bây giờ he nói là tôi rất là scare, tôi rất là lo sợ, mà cái sự lo sợ của tôi cũng dính tới ông William Barr, là cái ông bộ trưởng tư pháp bây giờ, là tại vì hình như là William Barr, không phải là hình như nữa, cái qua cái những cái lời khai và những cái tài liệu mà lấy được từ lớp Parnas đó, nó dính tới Mike Pence, nó dính tới Bill Barr, nó dính luôn cả tới cái tay dân biểu mà Devin Nunes. Đại khái là nguyên một cái băng mà của Donald Trump đó là đều dính hết. Và thành ra ông nói ông scare, cái chuyện scare của ông nó làm cho tôi cho tới bây giờ tôi vẫn thắc mắc hoài, là cái ông Jeffrey Epstein đó, cái ông mà chuyên môn gọi là liên quan tới mấy cái vụ mà hiếp dâm mấy cô gái dưới tuổi đó, 14, 15 tuổi gì đó, ông này là một cái tay tỷ phú như vậy, cái quan hệ của ổng đó mình coi rồi mình thấy là Donald Trump trong những cái party nó đứng mà rỉ rỉ tai bên cạnh Epstein, rồi nghĩa là cái mặt nghĩa là cân cân hớn hở, là chung quanh toàn là gái không, mà Donald Trump với lại Epstein đi chơi với nhau cỡ đó đó, mà bây giờ có hỏi thì Donald Trump nó tôi không biết đó là ai hết á. Ấy mà Donald Trump ngộ lắm, ấy mà mỗi một lần mà ổng lên tiếng ổng nói ổng không biết người đó, là mình biết là ổng biết thân lắm, đại khái nó như thế. Thì cái chết của Epstein ở trong tù, quý thính giả cứ tưởng tượng giùm tôi đi. Một cái tay bị cáo buộc một cái hành vi nó ghê tởm, nó kinh hoàng như vậy, và với cái địa vị của Epstein, thân với Clinton, thân với lại Alan Dershowitz là cái ông già mà gọi là tôi nói là giáo sư đại học của Harvard mà bây giờ đại diện cho Trump đó, đó cũng thân với tay đó. Rồi cũng thân với lại Donald Trump, đại khái thân toàn là thứ dữ không, mà thân luôn cả cái ông hoàng tử ở bên, một ông thái tử ở bên Nga, bên Anh đó, ông thái tử tôi quên tên ông thái tử đó ở bên Anh đó. Thì những cái quan hệ của Epstein kinh hoàng đến như vậy. Vậy mà khi Epstein ở trong tù cho tới giờ phút này, quý tín giả coi đó, cái chết của một người trong lúc mà đang bị giữ ở trong tù liên bang, một cái tù cỡ tầm cỡ đó, vậy mà bây giờ cả cái cuộc điều tra nó ém nhẹm luôn. Nói là yes, cái lúc mà ông này ông tự tử thì người ta không có để camera, rồi người ta cũng không có mấy cái ông mà được cử mà để mà canh gác coi chừng ông này tự tử đó, là đi đâu mất hết. Quý thính giả nhớ là trước khi chết, Epstein cũng đã một lần bị đưa ra nhà thương, là bởi vì khi muốn tự tử, người ta nói khi muốn tự tử hay là khi bị ám sát gì mình không biết, mà không chết đó, mình cũng không biết. Vậy nếu mà một người đã có một cái nguy cơ chết trong tù như vậy, thì cái sự canh gác nó nghiêm ngặt cỡ nào, cho tới giờ phút này khi đó nó ém nhẹm luôn. Mà khi mà đã có một cái ém nhẹm như vậy, thì mình nói là ai là cái người ém nhẹm? Tự nhiên mình nghe Donald Trump lên tiếng ào ào, cái chết của Epstein này dính tới Bill Clinton, vậy là Bill Clinton cho ám sát. Khi mà Donald Trump mà lên tiếng mà hô hoáng lên như vậy đó, thì tôi mỉm cười nhẹ nhẹ liền. Tôi nói là cái tay Epstein này đang nằm ở trong cái bộ tư pháp, nằm trong tay của Bill Barr, mà Donald Trump đang là tổng thống, thì làm sao Bill Clinton đã mất chức từ lâu rồi mà lại có lẻn vô tới tù để mà giết được? Cái đó là cái thứ nhất. Mà ngay cả nếu có giết được thì tại sao cái cuộc điều tra bị ém nhẹm? Cái đó là cái thứ hai. Mình khơi mở chưa có câu trả lời. Mình để coi sự thực tới chừng nào nó sẽ phơi bày ra. Nhưng mà đấy, đó là cái lý do tại sao cái ông Lev Parnas ông nói là I am scared. Chúng ta nên nhớ là ngay bây giờ những cái gì mà Parnas biết đó
là nó dính rất là nhiều người trong cái vụ Ukraine này. Nó dính từ Giuliani, nó dính tới Donald Trump, nó dính tới ông ngoại trưởng ông Mike Pompeo, nó dính tới Amigo, ba người đó, rồi nó dính tới cả nó là Bill Barr với Mike Pence. Từ hồi mà xảy ra tới bây giờ, tự nhiên Bill Barr mà im re luôn, không nói một cái câu nào hết từ cái vụ Ukraine. Là quý thính giả hiểu rằng là nếu mà mình mà là Parnas á, mình sợ lắm, là mình không biết là một cái lúc nào đó mình bị dứt điểm bởi vì cái đám này, bởi vì mình dính vô một cái đám mà gọi là nó còn hơn mafia nữa. Chưa có một đời tổng thống nào mà những người làm việc với mình ở tù mà đông như thế đó. Bây giờ mình nhìn lại coi chung quanh Donald Trump nè, chúng ta thấy Michael Cohen ở tù, rồi cái tài Manafort ở tù, rồi Rick Gates ở tù, Mike Flynn đang bị đưa ra tòa xử không biết chừng nào ở tù. Tôi chỉ nói vài cái tên nổi thôi, nhìn lại chung quanh ở tù cả lũ trong đó, đại khái như thế. Rồi làm bậy từ chức như là cái ông Jordan Acosta đó, cái ông Alex Acosta đó cũng từ chức vì bao che cái vụ Epstein. Chung quanh mình toàn là những tay tội phạm mà mình không bị gì chỉ vì nhờ mình làm tổng thống thôi. Nếu mà một cái tay mafia bình thường mà chung quanh của cái tay đó mà toàn là những tay mà tù nhân như vậy đó, quý thính giả nghĩ coi cái tên trùm mafia đó có yên không? Không có yên. Vậy thì Donald Trump yên vì mình là tổng thống, và Donald Trump yên là những cái người cộng tác với Donald Trump bị nguy hiểm, trong đó có Lev Parnas. Mình chỉ thấy nó là mình chỉ làm một cái phân tích đó thì mình thấy nó rõ ràng như vậy thôi. Cho nên ông Pitt này nè, ông rời đi đột ngột như vậy thì nó sẽ có liên quan cái gì đó là cái mà mình không biết. Nhưng mà tất cả những cái người mà làm việc với Donald Trump khi mà bỏ đi hoặc là bị đuổi hoặc là bỏ chạy rồi đó thì luôn luôn cái là họ gặp cái khó khăn, bởi vì chính cái thời gian làm việc với Donald Trump là người ta vướng vào những cái chuyện mà thực sự ngoài cái ý muốn của người ta. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, trong khi mà chúng ta chờ đợi cho ngày mai đó thưa quý vị, để mà khai mạc cái phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump, thì hiện nay cái điều mà người ta đang đặt đến cái gọi là hàng đầu đó thưa với luật sư Duyên, thật sự là liệu Đảng Cộng Hòa sẽ hoàn toàn đứng về phía Tổng thống Donald Trump hay không, và cái phiên tòa luận tội này sẽ kết thúc một cách rất là nhanh chóng hay không nữa thưa với lại luật sư Duyên. Thì trước khi mà chúng ta bước qua một cái sự kiện khác thì luật sư Duyên có thể có một cái dự đoán như thế nào thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là về cái số phiếu để mà gọi là truất phế Tổng thống Trump, bứng Tổng thống Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc đó, thì cái câu đó dứt khoát là không đủ. Mình đã nói đi nói lại là không có cái gì thay đổi đâu. Cái mà cái ẩn số bây giờ đó là cái ẩn số là những cái quy luật xử đó, tại vì những cái quy luật mà xử như thế nào thì nếu mà người ta vote đó chỉ cần 51 phiếu thôi, thì những cái quy luật xử đó chẳng hạn như là có gọi nhân chứng hay không, nếu gọi thì gọi những ai, và nghĩa là những cái thủ tục đó, thì những cái thủ tục chỉ cần 51 phiếu thôi, mà bây giờ người ta đang rất là lo ngại là bởi vì nếu mà chỉ cần có 4 vị bên phía Cộng Hòa mà gọi là muốn một cái việc xử án mà công bằng á, thì cái luật nó sẽ ra khác. Cho nên ngay bây giờ mình cũng khó mà đoán là những cái người nhân chứng như là ông John Bolton, chúng ta biết John Bolton muốn ra lắm đó. John Bolton cũng đã nói rằng là hễ mà mời tôi là tôi ra liền. Lev Parnas cũng nói mời tôi là tôi ra liền. Đó là cái phía mà cuồng Trump họ sợ. Cái phía cùng Trump họ sợ là nếu mà giả sử lôi mấy tên tay đó thì dĩ nhiên họ nói họ cũng trả đũa, lôi Hunter Biden ra thì chấp nhận luôn. Hãy mà gọi thì bên nào cũng được quyền gọi luôn luôn, giống như anh Duyên nói đó. Thì ngay bây giờ bên phía bên cùng Trump ở trên Thượng viện đó, họ sợ cái điều đó. Mà mình cũng không biết là cái điều đó giờ cuối đó
những cái vận động hành lang nó khiến cho có đủ 51 phiếu hay không thì mình không biết. Và nếu mà những cái chuyện đó xảy ra đó thì nó làm cho cái màn kịch này nó bớt hài đi. Nên ít ra sổ xử mà không có đủ cái phiếu của bồi thẩm đoàn đi nữa thì cũng phải xử cho đàng hoàng mà. Tôi thì tôi vẫn tin là ông John Roberts đó, ổng sẽ cố gắng ổng làm cho cái phiên xử nó đúng là một phiên xử, bởi vì ổng là thẩm phán, ổng quen vậy rồi. Nhưng mà ổng là không có quyền bỏ phiếu, cái số phiếu nó nằm ở trong cái 100 vị. Thì nếu mà chúng ta thấy mà đủ 51 phiếu đó thì cái phiên xử nó càng lúc nó càng rõ ràng, nhân chứng ra mình sẽ biết được nhiều điều hơn. Còn nếu mà không đủ, có nghĩa là cái đám cuồng Trump mà vẫn chiếm được đa số 51 phiếu đó, thì thưa quý thính giả là cái phiên xử sẽ rất là lẹ, và cái hài kịch mở màn rồi hài kịch khép màn nó cũng lẹ lắm. Và nhờ cái lẹ đó mà chúng ta nhìn rõ những cái gương mặt của những cái đảng Trump nó như thế nào để vào tháng 11 này chúng ta quyết định. Đó là với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc thấy là trong cái năm mới năm 2020 với cái con số mà 2020 thì chúng ta thấy nó rất là tròn vẹn, nhưng mà không hiểu tại sao trong cái năm nay lại có quá nhiều những cái chuyện mà nó rất là sôi nổi, mà nó gọi là nó tạo ra một cái kích thích để cho người ta xem, người ta chờ đợi xem thật sự chuyện gì sẽ xảy ra. Thì từ cái việc mà Tổng thống Donald Trump ông bị luận tội đi, thì phải nói tới những gì đang xảy ra, phải nói là một cái khủng hoảng hoàng gia của nước Anh nữa, thưa với lại luật sư Duyên, mà họ phải đối mặt trong một cái thế kỷ qua. Thì trước đây mặc dù là Hoàng gia Anh thì có rất nhiều khủng hoảng, chứ không phải là chỉ mới có cái khủng hoảng này thôi, nhưng mà có thể đây là lần đầu tiên cái vụ việc giữa Hoàng tử Harry và Meghan. Thì Hoàng tử nước Anh Harry và công nương Meghan, khi mà họ tuyên bố họ không còn hoạt động với tư cách là một cái thành viên cao cấp của Hoàng gia của nước Anh, thì đây chính là cái cuộc khủng hoảng mới nhất trong hoàng gia của nước Anh. Thì Harry và Meghan khi mà họ tuyên bố họ muốn rời khỏi cái vai trò là các thành viên cao cấp trong hoàng gia của nước Anh, đồng thời là họ sẽ chia cái lịch phân chia như thế nào, cái thời gian của họ sống ở nước Anh và ở vùng Bắc Mỹ. Thì khi mà đưa ra cái tuyên bố, phải nói là một cái tuyên bố chấn động này, mà lại không báo trước cho bà nội của hoàng tử Harry, tức là nữ hoàng Elizabeth, và thái tử Charles, thì quý vị cũng biết là hoàng gia Anh nó tạo ra một cái cuộc khủng hoảng như thế nào với cái tuyên bố bất ngờ như vậy. Và trước cái sự tuyên bố này thì chúng ta cũng thấy là sau cái đám cưới của Harry và Meghan thì cũng có rất là nhiều những tin tức ồn ào của cái cặp đôi này. Rồi bên cạnh đó cũng có những cái đồn đoán về cái sự mâu thuẫn giữa hai anh em của Harry và William, cùng với việc là Meghan cảm thấy là không thể nào hòa nhập với cái cuộc sống vô cùng khuôn khép và truyền thống của Hoàng gia Anh như vậy. Thì luật sư Duy nghĩ đi, có lẽ là với cái sự đồng tình của Hoàng tử Harry thì cái tình yêu nó trên hết hay không? Hay là thật sự chính Hoàng tử Harry cũng bị cái cuộc sống gọi là phải khuôn khép, phải vào đâu ra đó của Hoàng gia Anh mà tạo đến cái sự việc xảy ra như vậy cho cặp đôi Harry và Meghan, thưa luật sư Duy? Mình bây giờ anh Duyên đặt cái đầu của mình vào cái đầu của Hoàng tử Harry cho nó vui. Anh Duyên nhớ là cái ngày mà anh Duyên đặt chân tới nước Mỹ, năm đó là nó gần cuối năm của 84 rồi, chuẩn bị vào đầu năm 85 rồi, mà khi qua tới đây đó là cái lễ Thanksgiving của năm 84. Thì lúc đó những cái người mà tị nạn ở đảo, anh Duyên và cái đợt người tị nạn mà tới năm 84-85 cũng là đã cuối mùa tị nạn rồi đó nha. Mà khi mà tới nơi đó thì cái sở welfare nó cho mình 12 tháng tị nạn, rồi sau đó thì mình phải đi tìm việc. Trừ những cái trường hợp những gia đình mà có con nhỏ đó thì chuyển từ cái chương trình tị nạn qua cái chương trình gọi là AFDC hồi đó đó, tức là thì chương trình tiền mặt đó, để mà mình tiếp tục mình hưởng welfare mà. Thì những cái người độc thân thì dễ rồi, hết 12 tháng thì họ phải bỏ rồi. Nhưng mà anh Duyên còn nhớ là những ngày tháng đầu tiên đó là đi xuống mà ngồi đó, mà cứ chầu trực chờ cái check welfare rồi chờ cái food stamp đó, tự nhiên mình cảm thấy thứ nhất mình nhục
thứ hai mình nản nữa, mình nản tức là ngồi ngồi ngoài chả có làm gì đó, cứ nghe bạn bè mới tới mà gọi nhau rồi cái mỗi đứa mua một lốc bia rồi ngồi nhậu. Anh Duyên chỉ sống có một tuần như vậy thôi là anh Duyên phải gọi là những cái người mà quen với anh Duyên tới thời điểm đó đều biết đó. Là anh Duyên đi bươn chải làm cái gì cũng làm. Anh Duyên nhớ cái job đầu tiên anh Duyên làm có 400 đồng tháng à, cũng làm nữa, là tại vì không có ngồi yên được. Mình nói rằng là mình có bao nhiêu năng lực như thế này mà mình ngồi đó mình lấy cái check welfare mình lấy không được. Và anh Duyên cũng khuyên những cái người mà mới tới giống như cùng mình đó. Anh Duyên, sau đó anh Duyên là nhanh chóng vài tháng sau là anh Duyên đã vào làm cho nhà nước rồi, làm sở xã hội rồi. Mình hiểu được cái bản chất của cái chương trình welfare đó. Anh Duyên mới nói với cái người đó là mấy ông mà tiếp tục hưởng welfare ỷ mình có con nhỏ đó thì nó làm con dao hai lưỡi. Mấy ông cũng giống như con chim vậy đó. Con chim thì nó không bao giờ nó thiếu thức ăn hết đó. Nhưng mà con chim mãi mãi là con chim ở trong lòng. Thành ra những cái người mà họ chấp nhận cái số phận mà chim trong lòng đó thì họ nói thôi tôi không nghe ông Duyên nữa, tôi cứ đi làm tiền mặt, rồi gian, rồi dối, rồi này nọ kia. Những người đó sau đó họ đi làm cỏ, họ đi làm này kia, tiền họ bỏ trong nhà, bỏ trong hộp đó, mấy chục ngàn nó nhiều lắm. Nhưng mà họ không bao giờ dám mua nhà, họ không làm cái gì được. Và vài chục năm sau trở lại, họ vẫn là những cái con người ăn welfare. Rồi mới truyền tới con cái nghĩ rằng welfare là một cái lifestyle, mà là một cái kiểu sống. Lại lập gia đình, lấy chồng, lấy vợ, lại tiếp tục ăn welfare. Và cái đó là một cái lời nguyền rủa rất là nặng, khiến cho mình đã hư, cái thế hệ mình hư rồi, thế hệ con mình cũng hư luôn nữa. Còn những cái người mà bung ra nói rằng là không, tôi có tay có chân, yes, vợ tôi có con nhỏ, hai đứa tụi tôi gửi con, sau đó tụi tôi đi làm, sau đó thì họ mua một cái nhà, họ mua hai cái nhà, và họ sống nghĩa là vinh quang dưới ánh mặt trời đó. Thì đó là cái suy nghĩ. Anh Duyên mượn cái chuyện dài dài trong cộng đồng Việt Nam mình cho nó dễ hiểu thôi. Mình dẫn tới những cái hoàng gia nè. Nếu mà chúng ta mà là Harry với Meghan đó, thì cũng giống như là cái cô, cũng giống như là ông William với lại cô vợ Kate. Tức là mình sinh ra nhờ cái dòng máu hoàng gia của mình. Rồi nhờ cái bảo thủ mà cho tới bây giờ anh Duyên cũng không hiểu nữa, tại làm sao mà dân cứ phải đóng thuế mà nuôi hoàng gia như vậy nữa. Nhưng mà đó là một cái chương trình welfare hạng sang. Chương trình welfare hạng sang đó là có nghĩa là gì? Nếu mà Du đã ăn welfare mà Du là nằm ở trong hoàng gia đó, thứ nhất là đi đứng phải nghiêm nhặt, phải thế này thế nọ thế kia. Tức là nó khép lại tất cả những cái giá trị, cái tài năng mà kinh hoàng của một con người đó. Nó bị giam ở trong cái lồng đó. Cái lồng này là một cái lồng vàng. Mỗi một năm, để mà chẳng hạn như vợ chồng của ông Harry với cái cô Meghan này nè, là họ đều được phong chức là Duke. Thì tôi không biết dịch ra tiếng Việt Nam là bá tước hay là công tước gì đó. Tiếng gì mình dịch Việt Nam mình thì mình dịch là công hầu bá tử nam, nhưng mà tiếng Anh nó thì là Duke rồi Baron rồi Earl này vân vân, đại khái như thế. Thì thôi bây giờ mình biết Đức là một cái tước vị nó tương đối nó cao, như công tước hay gì đó, lương khá lắm. Nhưng mà hễ mà đi đứng đó, ăn nói đó, cái gì cũng không có. Thứ nhất mình muốn làm một cái việc gì tốt đó mà cái việc đó mình nó hơi mất đi cái hình ảnh của hoàng gia đó là không được làm. Và chính vì vậy một cái người trẻ, chúng ta biết là Harry lúc mà còn trẻ còn độc thân đó, đã có những cái hình chụp là đi chơi với đám trẻ cũng loạn, cũng nhậu bia, cũng này nọ kia. Còn cái cô Meghan này là cổ là một tài tử, cổ có khả năng đóng phim, cổ bằng nhất là những cái việc làm của họ với cái danh tiếng của họ đó, mà họ muốn làm tốt cho nhân loại đó, họ sẽ làm được rất là nhiều. Tự nhiên bây giờ ăn welfare cái tự nhiên phải gò bó, đại khái như thế, nó y hệt như cái chương trình welfare vậy thôi. Và vì cái sự gò bó đó, chúng ta quý khán giả cứ tưởng tượng đi, nếu mà mình là một người nam mà như Harry, mình là một cái người nữ như Meghan á, thì để mỗi một tháng lãnh nghĩa là chục ngàn, hai chục ngàn bảng đó để mà xài phung phí đó, thì thôi mình đi ra cỡ như Harry, cỡ như Meghan đi ra, thì tôi nói thưa quý khán giả là tìm job rất là dễ. Và thứ hai, không còn dính tới hoàng gia nữa đó, thì tôi muốn nói lên cái gì tôi nói, và tôi nói tôi chả có sợ ai cả.
chính vì cái điểm đó mà mình nói rằng là ông thái tử Harry này với cô Meghan, nếu mà thành ra họ bắt buộc họ phải bung thôi. Thành cái lời Ngọc nhìn rất là đúng, là hai người này phải hợp nhau, phải yêu nhau lắm, nhưng mà anh Duyên vẫn tin rằng là không phải vì cô Meghan mà họ bung. Hai người họ hòa hợp cái một cái harmony, một cái hài hòa đến mức độ mà cả hai người nhìn nhau và nói rằng là mình có muốn mình ăn welfare cả đời không? Rồi mình có muốn con mình lên cũng ăn welfare cả đời không? Cái gì cũng phải vô khuôn phép không? Không. Họ bung ra, họ bung để gì? Họ xứng đáng là cái người free và cái người brave mà anh em mình vẫn nghe nói đó. Và anh Duyên ngưỡng mộ cái quyết định ngon lành như thế này. Là tại vì nói không phải là mình phô trương, mình khoe. Anh Duyên làm luật sư gần 20 năm rồi. Trong lúc mình đi ra, mình đi vào, mình làm, anh Duyên lại handle những cái case mà tương đối nó prominent, nó nổi, nó vang tiếng đó. Thì những cái người mà hồi đó anh Duyên làm phó khoa trưởng ở trường luật đó, thì có những cái người professor mà những người professor đó họ nằm ở trong cái hệ thống công quyền của Mỹ. Thì họ cứ gợi ý, họ nói tại sao Duyên không có apply cho cái judgeship, tại sao Duyên không nộp đơn xin để làm quan tòa. Thì anh Duyên cười, anh Duyên nói là trước khi mà tôi làm tôi làm luật đó, tôi là một manager của county, top manager, lương tôi cũng tốt, không có gì mà tôi phải lo ngại hết đó. Power tôi cũng có nữa, bây giờ bắt tôi trở lại là ngồi làm công chức, yes, tôi rất là kính trọng mấy ông quan tòa và những cái người nhìn cái là mình làm judge đó, mình cũng gọi là mình cũng có rất là nhiều điều đáng quý, nhưng mà rốt cuộc lại họ cũng là mình nói như vậy thì không phải là tôi coi thường cái nghề judge, cái nghề làm quan tòa rất là quý và rất là cần thiết. Nhưng mà những cái người judge á, thứ nhất mỗi một ngày họ cũng ngồi 8 tiếng, họ cũng coi một cái calendar, một cái lịch đó, mấy chục case đó, rồi cứ nghe đi nghe lại, cũng hai bên luật sư cãi nhau, họ trở thành một cái hình thức nào đó, yes, rất là an toàn, nhưng mà nó có cái boredom, nó có cái chán của cái nghề. Cho nên tôi chỉ nói rằng là tôi chấp nhận, tôi làm quan tòa tôi xử, nhưng mà tôi xử khi tòa cần tôi, tòa nói là tôi thế một cái vị thẩm phán nào đó tôi xử, tôi có làm cái chuyện đó, nhưng mà tôi làm nhưng mà tôi không muốn trói buộc vô. Thành ra bây giờ ông Harry với lại cái cô Meghan này cũng vậy thôi à. Yes, mấy ông muốn là nếu cần cái gì, hoàng gia cần cái gì thì chúng tôi sẽ làm, nhưng mà bảo chúng tôi là phải nằm ở trong cái lồng vàng đó để mà được hưởng một cái êm ấm đó thì tôi không có muốn làm. Đó là cái cách của Harry, và đó cũng giống như là nếu một cái ngày nào mà tôi chịu trở thành một ông quan tòa mà ngồi để một mỗi một ngày 8 tiếng mà để coi những cái calendar mà dài chục kê đó, là thưa quý tín giả, những cái lúc mà tôi phẫn nộ lên đó mà tôi nổ tràn trên đài đó, tôi không được quyền làm cái chuyện đó nữa, tại vì tôi phải ăn nói giống như hoàng gia mà, phải ăn nói cho nó khuôn phép. Chứ còn nói lên cái sự thực của tôi, nói lên cái phẫn nộ của tôi cho những cái giới mà nghèo, những cái giới khó này nọ mà chửi tràn từ Việt Nam, chửi tràn qua đây, tôi không được làm nữa. Cho nên thôi thì làm thứ dân, thỉnh thoảng nếu cần tôi thì tôi giúp, cũng giống như là ông Thái tử Harry vậy đó. Tôi bây giờ tôi trở thành dân giả, tôi không còn là hoàng gia nữa, chừng nào cần thì vợ chồng tôi sẽ giúp. Cái đó là một cái quyết định vô cùng đáng kính trọng. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và trong ngày hôm qua nếu mà quý vị theo dõi những cái tin tức mà liên quan đến Harry với lại Meghan thì hoàng tử Harry cũng đã trải lòng về cái quyết định tại sao lại từ bỏ cái tước vị hoàng gia. Thưa quý vị, trong cái mất có cái được. Tuy rằng hoàng tử rất là buồn rồi day dứt trước khi mà đưa ra một cái quyết định vì đây là từ bỏ một cái tước vị của hoàng gia Anh, song cuối cùng và nhấn mạnh là không còn một chọn lựa nào khác để chọn điều gì, thưa quý vị, thì rõ ràng đó chính là chọn cái hạnh phúc cho chính gia đình của mình. Thành thử Lê Ngọc cảm ơn quý vị đã theo dõi những bản tin của anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, và tạm biệt với lại luật sư Duyên và quý vị thính giả với nhạc phẩm đó là Tình Yêu Tuyệt Vời. Lê Ngọc xin kính chào luật sư Duyên. Xin chào.